Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Du lịch ế ẩm Ngày 9 tháng 11, báo Sài Gòn giải phóng online bắt đầu đăng loạt phóng sự ngành du lịch kêu cứu vì thiếu nhạc trưởng với bài đầu tiên Điều Hiêu Phú Quốc. Theo đó, chưa bao giờ ngành du lịch từ đảo Ngọc Phú Quốc cho đến thành phố Ngàn Hoa Đà Lạt hay thủ phủ resort Nghĩ Đông mỗi né. Khách du lịch quốc tế lẫn nội địa lại vắng vẻ như hiện nay. Khách sạn, nhà hàng cũng ế ẩm theo. Một khung cảnh khác biệt so với thường kỳ những năm trước. Sài Gòn Giải Phóng cho hay, những năm gần đây, Phú Quốc được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng của Việt Nam đã thu hút ào ạt nhà đầu tư với hàng loạt khách sạn, biệt thự mọc lên như nấm, đẩy giá nhà đất tăng phi mã, một tương lai sáng lạng cho đảo Ngọc bỗng dưng ngành du lịch nơi đây rơi vào cảnh ế ẩm, vắng vẻ. Sự việc nghiêm trọng đến nỗi mới đây tỉnh Kiên Giang phải tổ chức một cuộc họp giải cứu du lịch Phú Quốc. Và đây là hình phóng sự của báo Sài Gòn Giải Phóng. Báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn lời anh Cường, một nhân viên phục vụ trên tuyến phà Hà Tiên, Phú Quốc cho hay. Hai tuần nay, người dân rời đảo Phú Quốc rất nhiều. Phần lớn trong số họ là lao động nhập cư, ra đảo làm thuê trong các quán ăn, nhà hàng, quán nước ở khu vui chơi, giờ du lịch ế ẩm, thất nghiệp, họ phải rời đảo để tìm kế mưu sinh. Một quản lý khách sạn cho biết, cảnh vắng vẻ đã kéo dài nhiều tháng nay, chủ khách sạn cho nghỉ hơn chục nhân viên để giảm chi phí. Phố Tây của đảo, hàng quán vẫn sáng đèn, nhạc vẫn sập xình đây đó nhưng nhìn từ ngoài vào chỉ thấy toàn nhân viên phục vụ tụm năm tụm bảy tám chuyện tình cảnh ế ẩm vắng khách không chỉ xuất hiện ở quán xá nhà hàng chợ đêm mà còn lan đến các khu vui chơi giải trí ở các khu vui chơi có quy mô hoành tráng tên gọi mỹ miều như đảo thiên đường hòn thơm thị trấn địa trung hải chỉ thấy toàn nhân viên Hệ thống cáp treo hòn thơm cũng đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 19 tháng 9, chưa biết khi nào sẽ chạy lại. Báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn lời anh khuyến, một nhân viên ở nhà gỗ một tầng ý nghĩa ở ấp Ông Lan, xã Cửa Dương nói rằng dù đã hạ giá phân nửa nhưng lượng khách vẫn sụt giảm mạnh. Và đây là hình cảnh điều hiu của phố Tây Phú Quốc. Một chủ khách sạn 4 sao thì cho biết du lịch thời gian qua ế ẩm, những người làm du lịch như chúng tôi chưa hết ám ảnh, giờ lại đang sốt ruột, lo lắng trước viễn cảnh thất thu, thua lỗ trong những đợt nghỉ lễ cao điểm cuối năm. Báo Sài Gòn giải phóng cho biết thêm, theo cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, hiện mỗi ngày chỉ có khoảng 22 đến 25 chuyến bay tới đảo, trong đó có 3 đến 4 chuyến là quốc tế. Con số cùng thời điểm năm trước là 45 đến 50 chuyến. Theo hội đầu tư và phát triển du lịch Phú Quốc, lễ ngày 2 tháng 9 năm nay, Phú Quốc chỉ đón hơn 19.000 lượt khách lưu trú, giảm gần 40% so với cùng kỳ và công suất phòng chỉ đạt khoảng 27%. Vẫn theo báo Sài Gòn Giải phóng, có một nghịch lý khó hiểu là trong khi du lịch ở Phú Quốc thời gian qua ế ẩm, nhưng ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang lại báo số lượng khách du lịch đến đảo này tăng mạnh so với cùng kỳ. Và đây là hình tỉnh cảnh chung của ngành du lịch Việt Nam. Báo Sài Gòn Giải Phóng nêu câu hỏi, nếu khách du lịch đến Phú Quốc tăng, hoạt động du lịch ổn định, phát triển, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang hợp Hội đầu tư và phát triển du lịch Phú Quốc, các doanh nghiệp, cơ quan liên quan tìm giải pháp để làm gì. Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của du lịch, tình trạng tội phạm ở Phú Quốc gia tăng. Báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn thành phố Phú Quốc, công an đã triệt phá băng nhóm tội phạm với 104 đối tượng, bắt 5 vụ với 7 đối tượng có hành vi tàn trữ và sử dụng ma túy, phát hiện 2 vụ với 10 đối tượng tụ tập mang theo vũ khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn, giải tán 32 sòng bạc lớn nhỏ, khám phá, xử lý 2 vụ cướp. Thực chất, không riêng Phú Quốc, Ngành du lịch Việt Nam đã tụt dốc từ sau đại dịch và đến nay vẫn chưa có khả năng phục hồi. Các giải pháp mà chính phủ và các cơ quan quản lý đưa ra đều không giải quyết được vấn đề, vẫn chỉ là những lời hô hào chung chung. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Du lịch ế ẩm. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. EVN lại tăng giá điện Ngày 9 tháng 11, AFA Tiếng Việt loan tin EVN điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm 4,5% từ ngày 9 tháng 11. Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, viết tắt EVN, đã có quyết định về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm 4,5% lên hơn 2.000 đồng cho 1 kW, bắt đầu từ ngày 9 tháng 11 năm 2023. Như vậy, giá điện tăng từ mức 1.920 đồng lên mức giá mới là hơn 2.000 đồng cho 1 kW, chưa bao gồm thuế. Giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm hơn 86 đồng cho 1 kWh. AFA cho biết đây là lần thứ hai EVN điều chỉnh giá điện và thực hiện trong thẩm quyền với mức tăng 3% và 4,5% trong năm 2023, đưa giá điện tăng thêm hơn 142 đồng. Theo AFA, tờ VN Express dẫn lời ông Nguyễn Đình Phước, Kế toán trưởng EVN nói, việc tăng giá sẽ giúp EVN thu thêm khoảng 3.200 tỷ đồng từ nay đến cuối năm, giúp tập đoàn giảm một phần khó khăn của năm 2023. Và đây là hình bản tin về giá điện trên RFA. Dư luận Việt Nam lâu nay vẫn lên án việc EVN dù giữ độc quyền mua bán điện nhưng vẫn làm ăn bớt bát, quản lý yếu kém. Họ vừa sử dụng nhiệt điện gây ô nhiễm, Thủy điện tàn phá môi trường và chậm trễ trong chuyển đổi xanh, vừa không đảm bảo điện năng cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất. Nhưng khi thua lỗ thì EVN đổ lên đầu người dân, bắt dân phải gánh chịu bằng cách tăng giá điện. Điều này đã diễn ra trong suốt nhiều năm qua. AFA cho hay, năm ngoái, tập đoàn này lỗ hơn 26.000 tỷ đồng, sau khi tiết giảm các chi phí trên 10.000 tỷ đồng. Trong báo cáo gần đây của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khoản lỗ của EVN tăng thêm khoảng 28.000 tỷ đồng trong 8 tháng. Trước đó, EVN đã nhiều lần đề xuất tăng giá điện để bù lỗ. Tuy nhiên, việc đề xuất trên gặp phải nhiều phản ứng từ người dân và giới chuyên gia. AFA dẫn lời tiến sĩ Ngô Đức Lâm, chuyên gia năng lượng độc lập thuộc Liên minh Năng lượng Bền Vững Việt Nam, nguyên phó viện trưởng Viện Năng lượng cho rằng, cái lỗi của thượng tầng, tức là lỗi của người định hướng, là định hướng sai, nhưng nhân dân phải chịu. Nhân dân phải chịu đựng cái không đáng phải chịu đựng, thì cái đó không hợp lý. AFA cho biết thêm, hồi tháng 5 năm 2023, EVN đã tăng giá điện ở mức 3%, nhưng chỉ mang lại doanh thu tăng thêm cho EVN là 8.000 tỷ đồng, nên chưa đủ bù đắp chi phí giá khiến tập đoàn này gặp nhiều khó khăn về tài chính và tiếp tục lỗ và đây là hành tinh về việc evn kiểm đếm nội bộ do để thiếu điện kinh doanh thua lỗ giá điện tăng liên tục nhưng sản lượng điện lại thiếu trầm trọng nhất là trong dịp hè vừa qua việc này đã khiến nhiều công ty xí nghiệp phải dừng sản xuất một thời gian người dân thậm chí phải vào hang đá để tránh nóng Việc thiếu điện là một trong những nguyên nhân khiến nhiều nhà đầu tư nước ngoài chùm tay từ bỏ việc đầu tư mới hoặc mở rộng đầu tư ở Việt Nam. Điển hình là trường hợp tập đoàn Intel của Mỹ đã công bố việc ngừng mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Một bản tin ngày 16 tháng 9 của afi cho biết, theo kết luận thanh tra của Bộ Công Thương công bố hồi tháng 7, nhận định rằng EVN chậm đầu tư nguồn, lưới điện, điều độ hệ thống mất cân đối dẫn tới thiếu điện mùa khô năm 2023. Nguyên nhân trực tiếp được xác định là do lượng điện tiêu thụ trong các tháng hè tăng cao, trong khi thủy điện, một trong hai nguồn cung chính tại Việt Nam, bị sụt giảm do hạn hán. World Bank ước tính phí tổn kinh tế của các đợt mất điện tháng 5, 6 vừa qua khoảng 1,4 tỷ đô la, tương đương 0,3% GDP. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tiến hành kiểm đếm các cá nhân và tập thể, bao gồm ban tổng giám đốc, thành viên hội đồng thành viên và đánh đạo các công ty con trực thuộc của EVN, vì đã để xảy ra tình trạng thiếu điện trong tháng 5, gây đình trệ sản xuất ở nhiều khu công nghiệp trong nước. Tuy nhiên, kiểm đếm này cũng chỉ chung chung, không thấy quy trách nhiệm cụ thể, cũng như không thấy đưa ra giải pháp bền vững cho những mùa sau. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin EVN lại tăng giá điện. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.